lãnh đạo Trung Quốc lại khẳng định Bắc Kinh không có ý đồ bá quyền. Trong cùng một ngày, hôm qua 28 tháng 6, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã lại xác định với hai khách mời Ấn Độ và Miến Điện rằng nước ông không hề có ý đi theo xu hướng bá quyền hay chủ nghĩa quân phiệt. Lời khẳng định được đưa ra vào lúc Bắc Kinh đang bị rất nhiều nước tố cáo là càng lúc càng tỏ rõ tham vọng ý muốn bành trướng lãnh thổ và lãnh hải, áp đặt yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với các nước láng giềng, từ Nhật Bản cho đến Philippines, Việt Nam và thậm chí cả Ấn Độ. Phát biểu nhân kỷ niệm 60 năm ngày Trung Quốc cùng với Ấn Độ và Miến Điện cam kết chung sống hòa bình, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng chủ nghĩa bá quyền hay quân phiệt không nằm trong gen của người Trung Quốc. Đối với ông Tập Cận Bình, Trung Quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và cũng không áp đặt ý chí của mình lên người khác. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Trung Cộng cho rằng nước ông sẽ không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ cho dù có trở thành hùng mạnh như thế nào chăng nữa. Ông Tập Cận Bình đã phát biểu như trên trước một cử tọa quốc tế bao gồm Tổng thống Miến Điện Thein Sein, Phó Tổng thống Ấn Độ Amit Ansari Mohammad và các nhà ngoại giao nước ngoài. Số khách này được mời tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Trung Quốc, Miến Điện và Ấn Độ ký kết 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, trong đó có việc tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm lược và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Theo hãng tin Pháp AFP, bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước cử tọa quốc tế có giọng điệu trái ngược với nhận xét đầy tính dân tộc chủ nghĩa được truyền thông nhà nước Trung Quốc trước đó trích dẫn. Trong đó, ông kêu gọi người Trung Quốc ghi nhớ rằng trong lịch sử, đất nước của họ từng là một nạn nhân của sự xâm lược nước ngoài, do đó bây giờ phải tăng cường phòng thủ biên giới trên đất liền và trên biển. Những nhận xét đó được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và nhiều nước láng giềng đang rất căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên biển với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam, Mã Lai, Brunei và trên đất liền với Ấn Độ. Các nước láng giềng của Trung Quốc, đặc biệt là Nhật Bản, Philippines và Việt Nam, đã không ngừng cáo buộc Bắc Kinh ngày càng hung hăng trong việc buộc các nước khác chấp nhận yêu sách của Trung Quốc.